sò trong tạc tách lại bò mời bò mẹ bì chương trình công khảo mưu Pet cầm bướn hưng vì sóng văn sao sàm, không đài phát thanh truyền hình Sơn Hà. Cuồng chương trình mưu ni, mê vương công khảo Sơn Hằng. Sớp tạm chương trình ký họp báo hào từ thứ sòng mư chết cam bờ hưng quốc hội sổ sàm nằng hơn hồi ma vỉa bàn phòng hơn mương giàn vì dòng quan xoáy dòng quan phải giảm zip hư thọt vì dòng quan phải hạ zip cánh nhằn xanh vỉa chấp năm tắt bùn nằng nghị quyết số giảm zip mư sa phép cam chết vì dòng quan sao hết kỳ họp từ cấp khỏe quốc hội khóa xếp hà ma bưng chính sách cầm phong bệnh covid sức cầu tướng châu quốc hội sổ sàm nằng hơn hồi mafia bàn phòng hơn mương sàn pì sòng văn sao ít hòn sòng văn sao hà hượt hòn pì sòng văn bảy hà xếp lại đại biểu quốc hội có vài hệ việc bản phòng có nuống pan hoặc lành ngành lại nạ vỉa có xương nuống pan hoặc luông mà pê diệt dần đánh là bản mương không hơn mương vừa sức nặng đẩy nhận xanh thí may vẩy tánh bùn bưng luông bùn chính sách bánh khải luông hanh cánh mà pê bưng phòng diệt dần cốc kén tạ ăn bâng vây mà pê mặt nà bòm nặng bản phòng có đẩy bồng trợ họt việc bánh khải luông hanh không nét kinh tế hượt họt mà pê nét kinh tế số việc diệt dần khéo nhau cánh luông pùn mà pe nặng phòng nam bể ma nả vỉa nàng phòng nam bể đài mả pe ngành qua in nàng nam bể phòng việt nam lá cắp lại mương nàng cuồng phòng vải nếu chưa khép ma qua in cần đậy phòng chờ bàn phòng bưng tài hưa, tao nàng hiếm nam bể vải cực bền bón nếu chưa mả pe dệt dân cánh quả in tinh cầm sổ sảm ma vỉa chấp năm nghỉ quyết sổ sảm ship tùy song păn bài sao ép quốc hội khoa ship hà mười sao bét cầm vườn chết tùy song păn bài sao ép kia họp có khỏe quốc hội khoa ship hà ma phương chính sách cầm phong bành cố phí ship cầu mũ đại biểu có nhãn xanh dùng vía tánh phùn nghị quyết khu ni co hở hền vía hòn khăng tánh phùn lại luông kẻ khai cắp nà vía hết hê hên mi ó sắc tưa hôm phân cản tân bành hà chăm và xin cần diệt ót chành san khủ nhân khỏng luống quần gian chấp năm nghị quyết bưng đại biểu có vòng ma vía thiếu giàu già trường sủ y tế quần gian Cải ma phân lại mũ đại biểu có bom sôm chờ hở phép sướp tạm sủ chìa đăng ký sử khai già trường dệt già mét sàn hàn tép mười cầm nưng vườn nương bị sòng bắt bài sao sàm hát Phà, hết hợp diệt lao triệt lai, tòi tắt bùn không luật dược. Làng nần, quốc hội sổ sàm nàng tổ, mafia xóm bành, luông bùn ngân cốc củ lau bị dòng văn bài sao sòng không bức tiểu phương, tướng tên dự toán giống ngân lân bị dòng văn bài sao ít, té ngân tròi dừa không mức nọ, cánh xỏm bành dự toán, ngân phí hết sủ mết bị dòng văn bài sao ít, không tổng cục thuế, cánh tổng cục hải quan vì dòng văn sao sàm, mỹ ý nghèo cốc kén, cuồng vỉa chấp năm lang đỉ, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh từ thứ xếp hạ, nghị quyết đại hội đại biểu tên cảm hương từ thứ xếp sàm không đăng. Nhận danh vỉa chấp năm lang bùn vì dòng văn sao sàm, chim mi lại khủng hai đỉ cánh xả cha. Vậy chấp năm lang đỉ bưng lung bùn, nả vỉa vì dòng văn sao sàm. Chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh, cọp bốc chân khánh thì vì dòng văn sao sàm, tó lung bùn. Cà Sàn, Trang Ngắm Pùn, Khánh Thì, Chập Năm Lăng Đì, Lông Pùn, Mà Pê, Dê Dương, Tánh Đà, Bản Mương, Từng Giàn, Tàng Tánh, Tỉnh Sơn Hà, Mà Pê, Kèo Nhong, Văn Cánh, Mản Hà. Chủ tịch Ủy ban dân Mương tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Bương Sở, Bàn, Ngành, Toàn thể Công tỉnh, Vương huyện, Thành phố, Vương Cơ quan Tân Vị, giúp Tạm Chiến Báo, Ma Luông, Khánh Thì, Hạc Mương, Khổng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chập năm đi vương chỉ thị không bộ chính trị thủ tướng chính phủ cánh ủy ban dân mương tỉnh ma hà phong khánh thì chợp năm lang tỷ bưng Hà phong khánh thị hạc mương đẩy thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh phúc Chuân, cạt kiên cấp nả việc cốc kén vì sòng phan bài sao sàm cánh sàn pì sòng phan sao ít họ sòng phan sao hà xương Hà phong khánh thị chợp năm lang tỷ nả việc mà về dệt dần đánh là bản mương nhận vào quốc phòng tiên an hôm hành tặng đánh bản hát mới vừa cốt cạt bó phải phờ tốc bóng bái lằng tủm pua biến mắng hành chính hơn mương tỉnh sơn la chấp năm nhà trần số nàng tỉnh sơn la sàn pi song pan giao ít họ song pan giao hạ chương trình phong hún cánh máy tính hà hồng doanh nghiệp hợp tác xã chu hân cánh bò hai miền na tỉnh sơn la dệt dườn cả hai giỏi trang nếu chưa cát kiên cặp chấp năm luông pùn trần piêng cuồng cơ quan hành chính hân mương đơn vị sự nghiệp cộng lập doanh nghiệp cánh nàng cơ sở cán bộ công chức viên chức sơn la khánh thì chấp năm văn hóa nàng quán dệt phiện khánh thì ngắm pùn biến máu kỹ thuật ta ăn pồng chóng hanh chấp năm lang tỷ nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh từ thứ xếp hạ bánh khải luông hanh khòng cá chuông chính trị luông cát sàn khòng chu thản lấn dẫn mương buộc chuẩn chấp năm pưng hà phong khánh thị hạc mương năm tòi nạp việt chính trị tề rào cát kiên cấp tủm pua f năm cánh diệt tòi vẹn xanh sở xiềng chủ tịch hồ chí minh khánh thị chóng hanh diệt lèo cánh bồn mức pưng luông bùn nạp việt cuồng vì dòng văn bài sao sàm xếp tạm tủm pua hà phong khánh thị cuồng nạp việt tăng tánh đàng, tàng tăng tánh chuông chính trị chuông máy hơn mương nho sùng luông hanh cánh hanh tó xôn phòng tổ chức cơ sở tàng, tảng tánh tàng, pè sở hàn hanh tủm pua chấp năm kỷ luật kỷ cường hành chính tủm pua tảng tánh chính quyền điện tử hượt hò chính quyền số đồ thị tác văn nho sùng lang đi nả việc cạt kiên dệt kín cắp mức nọ biến máy luông dệt vỉa nho sùng lang đi vỉa sừng nhỏng tòi luông lập tan sửa mình tủm pua trên báo hủ hền tập tư cánh khải quảng bưng bón dệt xanh bồn sòn tà áo luông bánh biểu quảng tua quảng bản mương chiêng pì nòng, bộp giàn tòn chiêng chết lang bị sóng văn sao sàm, mừ chết cam bữa nưng, đồng chí Tráng Thị Xuân, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân mương tỉnh, có bài giảm trôm chiêng cán bộ dân mương, chủ mũ vũ trang, nàng huyền sông má. Đồng chí Tráng Thị Xuân có bài giảm trôm chiêng tảng bộ chính quyền cánh dân mương chủ trợ côn bưng xá phòng sùng, phòng nhang bò xà cha, phòng đèn mương khảo huyền sông má, nàng bưng bón khảo giảm đồng chí còn nát điều tham khảo ma đây kiện rú cánh việc mà về diệt dân đánh là bản mương pha quan chôm mừng, họt cán bộ dân mương bộ dàn, hùa mua xuân pì máu báo quan ma bưng lang đi bồn giòn không đảng bộ chính quyền cánh dân mương chủ trợ côn tỉnh sơn Lạc, cửa tải, cuồng pì cài ma Cuồng nằm vào nhàn mi luông co hôm nhớ luồng không đảng bộ chính quyền cánh dân mương chủ trợ côn huyện sông mã anh hung, cuồng lang tỷ trùng không tình tăng sòng mỏng cong cuồng san pen huyền sông mã sướp tàm Bánh khai hùa trời cát sàn khánh Thị, hạc mương khánh Thị, mà pe diệt sườn tánh là bản mương bộp dàn triển chiến lang đàng sạt mát trầm chính quyền đẩy khăng lò họ tới kín rú khẩu dần mương bó phải chu hơn tờ bó mi trường khải óp bưng luông ỉn trường muôn hòm cánh tòm hầu bài giảm cánh chôm trường, trùng hũ vũ trang bộ đội đèn mương vương tôn tràm trực nàng phòng đèn mương đồng chí Trắng thị xuân cò phá quan thảm kháo tổng viên cán bộ chiến sĩ dệt viên hạng nỉ lần xưa lò bưng đồng chí trực cuồng gian trường nỉ tăng sòng yêu cao bưng tôn đèn mương nàng phòng đèn mương nhàn bào trực quần số tòi tắt bùn Mười chết cam bờn hưng nặng huyền phủ yên liên đoàn lao động việt nam liên đoàn lao động tỉnh cò khay bằng chờ chiến công đoàn pì sóng bắn sao xàm trong họp chương trình với đồng chí Lưu Minh Quân, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, vụn pa ba, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, phủ tàng nà liên toàn lao động Việt Nam, san sở ngành không tỉnh, Huyền phú yên, bắc yên, cánh cài sàm văn công hiền côn dệt vỉa, bưng huyền bắc yên, phú yên. Chờ triển công đoàn đẩy khai óc cuồng sóng mưa, chết cam cánh bét cam vườn nưng vì dòng văn bài sao sàm, phiền tập nhái huyền phú yên, cắp lại phía dệt ý nghĩa xương khai ó xì xí xíp hỏng vải trường khai cấp ca nhọc nho cánh hỏng vải khai trường báo ảo ngân tổng liên đoàn lao động việt nam có tròi pet ban phiếu sử hang mỏi phiếu mica hỏi bắt mặn, cánh hà xíp bắt mặn, hải sòng bắn toàn viên côn diệt vĩa bò xà cha đảng kín rú, cánh diệt vĩa đảng huyện phủ yên sử ó liên đoàn lao động huyện cộng đoàn ngành mica hốc hỏi trường mặn. trên báo không mương trên báo ma chế độ bảo hiểm khám bạc khanh cánh phát giả báo ảo ngân hải toàn viên côn diệt viện tăng sòng nhôm sòng trường hải hà ship đoàn viên côn diệt phía hơn xảo po già cha cửa tải lăng tí bồn giòn cuồng phía diệt sườn cánh cà khai cánh chôm hạp nả việc công toàn, tăng huyền phụ yên ý lỏ phía diệt ý nghĩa không tổ chức công toàn, hôm phân bánh bàn vài chu hân đoàn viên côn diệt phía hơn xảo po già cha đẻ toàn trường muôn hòm tòm hậu tăng dòng lò gian cát kiên khỏng tổ chức công đoàn đoàn viên côn diệt phía cấp cấp ủy chính quyền địa phương lướm lại doanh nghiệp cánh cá bản mương quận phía vòng trời khấn lò hay toàn viên cánh côn diệt phía phát biểu tại chương trình đồng chí lưu minh quân co son ơn tổng liên đoàn lao động việt nam khai hót chương trình chờ chiêng công đoàn vì dòng văn phải sao sàm nàng tỉnh sơn la tròi dừa toàn viên công nhân viên chức lao động khỏng huyện phú yên tang dòng nhãn sách dùng cánh biển mài luông chóng hanh khòng tổ chức công đoàn sơn la cuồng gian cải ma vừa chấp năm tỷ việc khớt lò hải toàn viên cánh côn diệt vệ lần xưa lò khớt lò hải bưng toàn viên khơn xào po sa cha bộ Giàn, xuân mát triển tàu mỏng cong trụ cấp công đoàn đoàn viên công nhân viên chức cánh côn diệt vệ cuồng cá tình bánh khải ngân lăng cạt Giàn, bỏm hôm hanh khảm bồn sa cha Chóng hành dì lèo tỷ bưng nả phía, ma tăng mà bê diệt dần, tánh là bản mương nhằn vào quốc phòng tiền an, hôm phân tặng tánh tỉnh Sơn là nhường mử, nhường mà bê cánh hàn hành. Mưa trong cái ma, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, có bài giảm nhôm sòng chương trình chiết lang cá màu vì sóng văn sao sàm, hờ cán bộ, chiến sĩ đôn đèn mương trên sơn, đảng bộ chính quyền cánh dẫn mương, trù trợ côn, xá tần xuân cánh nóng luồng, huyền vần hồ giảm trôm trường cán bộ chiến sĩ tổ công tác đôn đèn mương chiêng sơn cánh sòng xã tần xuân lóng luồng huyện vân hồ thiếu tướng nguyễn ngọc vân có biển mai cánh nhàn sách dùng bưng lang tỳ không đôn đèn mương chiêng sơn cỏ xương sòng địa phương cửa đẩy cuồng pì cải ma tăng dòng đề nghị bưng tần vị địa phương chấp năm tỳ luông bùn nhàn vào tiền ngàn chính trị tiền ngàn bản mương chảo khuyên tiền ngàn phòng đèn mương không hất mương bồng trời khăng lò trường hải po me lườn xưa lò vương chu hơn cạt vài dần mương để tòn triềng chiên lang muôn hòm cánh tóm hào Bộ Giang Nhi, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân có triền giao trường Khổng Tỉnh ủy, Hội Đông Dân Mương, Ủy Văn Dân Mương, Ủy Văn Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, hở cán bộ chiến sĩ tôn Tén mương Chiếc sơn, Đảng bộ, chính quyền Song Xá Tần Xuân lóng luồng, nhôm sòng trường hở cán bộ chiến sĩ công an Song Xá cánh sám ship ngon trường hở sám ship Chu hân cạt, Đoàn thanh niên, Hội phụ nhinh công an tỉnh nhôm sòng hỏi nâng ngon trường hở hỏi nâng Chu hân cạt, Đảng Cuồng Phòng, Song Xá Tần Xuân cánh lóng luồng, mỏi ngon trường Mỹ cà chiều mần. Nhôm sòng, hạ máy, tròi hạ trời hải trạm y tế xã Tân Xuân, lóng luồng, cánh trung tâm y tế khoang huyền, vầy chuộng không, nả việt, khám giả bệnh, đằng địa phương, mi ca, cài hoa triệu Tấn trong mưa chết cầm bờ nưng, huyền Hoài Sơn có khai lễ tống báo xã Trương Mùng, cơ đầy Công nhận, xã Bản Nam Mở ừ, bị sóng văn sao sòng trong họp mười lễ với đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban dân Mương tỉnh, phụn ba bưng sở ban ngành không tỉnh, huyện Mai Sơn, cánh lướm lại cán bộ dân Mương xã Chương Mùng. Chương Mùng lò xã Phùng Nưng không huyện Mai Sơn, rút liệp tòi tăng luồng sổ hốc, cá xã Misipet, thôn bản tiểu khu, cấp cài sòng Păn, chết hỏi chú hân, cài Sipet Păn, hốc hỏi hùa côn chấp năm chương trình khương buồn hơn mương ma tăng tảng tánh bản tháp mở xã trước mùng có tủm vua chiến báo cạt kiên các pưng chu sinh hoạt giao bàn cấp ủy chính quyền pưng thồn bàn tiểu khu vài chấp năm mở bài cơ sở tảng tánh bản tháp mở nếu chưa sẵn mương muôn chờ bánh bàn tin tòn có hôm phải hơn vài xử trường khổng tảng tánh mở cổng vài diệt sót vài tăng ma phòng bản na so với những năm trước bị con có, thì... có mi lại biến mở xót vài tăng ma đẩy diệt tăng bê tông, tông đây kín rú có đầy nho sùng vẹt sở bưng bì con hiệp thủ bàn bưng bày không bưng chú hơn bòm lên khẩn lò xá rú nặng phòng phiền pieng na sàng mi luông hanh ma tang mà về diệt dườn xá chiếc mùng còn níu chưa sần mương nhảy biến có bút bồng tổ tành liêng xá có tành ót tày xếp sòng hợp tác xá dệt dườn cả khai cánh bút bồng họt khay hiệp thủ bàn bưng bày mỏi hùa côn cuồng xá cửa tẩy chéo họt xí xếp chiều màn mỏi pì số chu hân cạt khòng xá có gión lông nhanh sàm phải xăm xếp pet phân nông thôn mới là chỉ có tảng tánh bản nam mã ư mi bón tảng cốc bỏ bó mi bón tóc muôn xung khỏi màu cong bò mè cạt kiên các bàn quản lý thôn xếp tạm tủng vua chu hà phong con, nhường mử nhường mã pe à, tó luông chóng hanh khòng cấp ủy chính quyền địa phương cánh luông bòm chôm tròi khòng dần mương làng xếp dòng pì chóng hanh xã trương mùng có diệt lèo cả xếp cầu luông bùn ma tang tàng tánh bản hoa mắng họt khay huyện mai sơn có mi cầu quần số sao ép xã đại công nhàn lò xã bản hoa mắng phát biểu cho mân đảng bộ chính quyền cánh dẫn mương xã trương mùng đồng chí nguyễn thành công có biển mai cánh sừng nhong phương lang tì hòng đảng bộ chính quyền cánh dẫn mương xã trương mùng cửa tay quần phía tàng tánh bản hoa mắng tang sòng đề nghị huyện mai sơn xã trương mùng giúp tạm uẩn pa trừ mặn cánh nho súng lang tì bưng luông bùn bản hoa mắng lửa phương bón diệt xanh diệt dườn chọp xồm cắp nằm đình nàng cuồng phòng vầy dần mương mà ve diệt dườn chữ mặn nên phản hóa chủ trừ côn tường sàn tảng tánh xá cửa tẩy xã bản hát mái nho sùng ba là phải xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp vầy diệt đi cao, nà phía tảng tánh bản nam mái khỏi tề nghỉ huyền mai sơn sướp tàm tảng tánh bản nam mái nàng quân xã tảng tánh xã hát lót cửa tẩy xã bản nam mái nho sùng tảng tánh phương phòng trường diệt dườn hay na vầy nho súng lang tì trường khòng dân ó cánh nho súng chương hiệp mung, thù nàng mỏi môn tín diệt dân chiêng mùng chữ mảnh lang tì bưng luông cùn cửa đẩy, hượt họt tảng tánh xã bản nam má nho đánh, súng bầu giàn nì ủy ban dân mương tỉnh còn nhóm sòng băng khèn hở sòng tập thể pet côn ủy ban dân mương huyện mai sơn nhóm sòng chìa khèn hở chết tập thể ship hạ côn cửa đẩy lang tì bồn giòn cuồng chấp năm chương trình luông bùn hơn mương ma tăng tảng tánh bản nam má cuồng bức mưu trầm trường trên lang lại vì dệt ý nghĩa có đầy khéo vầy cho dừa bò men hàng phòng dùng đắc háng, phòng bò già cha cánh phòng đèn mương vầy tròi chú côn chú trước hơn pom đầy tòn trường muôn hòm hội liên hiệp phụ huynh huyện yên chào cát kiên cấp hội liên hiệp phụ huynh huyện bắc yên khai chương trình tròi dừa phụ nữ phòng đèn mương bị sòng bắn bài sáo sòng nàng bản tin chí xã chiến tường luận to bò mè chữa côn mông kín rú đây kín rú khòng dần mương sán đèn mương chiêng tường phò trùng bàn tin trí phò giềng nhăng phò lại xa cha. lượn xưa lò ưới nòng phù nhinh. cuồng trường trình nỉ hồi liên hiệp phù nhinh huyện bắc yên có nhôm sòng xíp sòng ngon trường hôm mi bánh bánh bọc sử tèm bút cánh ngơn mọi ngon trường mica hạ hoài bắt màn chương trình tròi sửa ưới nòng phù nhinh, phòng đèn mương trứng chành luông bánh bàn khảo hồi viện phổ hình huyện bắc yên đối cáp ưỡi nòng phổ hình khơi rào nhắc phò già cha nàng phương xá đèn mương khảo huyện yên chào phò trùng xá chiếc tường phò riêng cải nản bánh cải hương hanh khảo ưỡi nòng phổ hình tàn bằng vậy ưỡi nòng hư khừn nho sùng tây kiến sú lườn xưa lò cuồng mua trường tàu mừ hạ cam bẩn chết trong cài hoa mũ cập tác bộ chỉ huy quân sự tỉnh hùa phân mương cộng hoa dần chủ dần mương lao có mắt giảm cánh trông trường trên lang cá màu vì sóng phân sao sầm nặng bàn chỉ huy quân sự huyện bắc yên tỉnh sơn hà nặng bàn chỉ huy quân sự huyện bắc yên quần pa bộ chỉ huy quân sự tỉnh hùa phân cỏ hở hù ma nà vịa mà pe dệt dương tánh là bàn mương cánh vịa tặng tánh trùng mũ vũ trang không tỉnh hùa phân tang sòng phá quang cho mưng họt cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự cánh dần mương huyện bắc yên buộc gian tòn trường chiên lang khổng chừa côn mương việt nam uốn ba ban chỉ huy quân sự huyện bắc yên Mỹ quan dọn ớn luông nghĩa quý panh khổng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa phân cánh mú công tác ma trôm trường đơn vị tang sòng mòng cong trùng mú vũ trang tỉnh hồ phân cánh ban chỉ huy quân sự huyện bắc yên tỉnh sơn la lân trừ mặn luông cạt hôm hở cằn hủ bưng nàng quam biết bánh kinh nghiệm tặng tánh cánh trừ mặn nên tiếng án Bản mương hôm phân tủm pua luông cạt sàn mặn cặt khòng sòng mương việt nam lao Chiêng Pì Nòng, tăng Cân Mử Hà Cam Bờ Nưng, Bộ Chỉ huy quân sở tỉnh, cạt Kiên cấp cục chính trị quân khu sòng, bàn uẩn pa hỏi nưng cầu xếp tỉnh, tỉnh đoàn Sơn La, cánh ủy ban dân mức huyện Sông Mã, có khai ó chương trình in môn khắp xe, chiềng đèn mương cạt sàn, quần cánh dần, bộp dàn chiềng trên năng cá màu vì sóng văn so sàm. Chương trình in môn khắp xe, đẩy khai óc phòn nương, tỏ luôn khẳng kháng thí may, khỏng vương tần vị, có hôm phân diệt hở chương trình, muôn măng, cánh mi lại ít nghĩa. Cuộc năm, mi lại bay khắp rừng nhòng tàng, bú hô, hơn quê, cuồng sàn ship mở bưng bay khắp rừng nhòng ai bộ đội bố hô cáo rừng bản ma đây là một chương trình mà chương trình khỏi hình mỹ ý nghĩa sút đi cho pin nong bản cuống đầy cát san cắn lườn xưa lò bom cắn tỏn chiêng pi máu muôn măng cánh úm ính cơn ỉn muôn khắp xe cỏ khẩu mốc ma chờ po mẹ pin nong ma chôm hạp chương trình cho toàn viên thanh niên mi ten luông thòng hù ma tăng ngần lang ai bộ đội bố hô tăng sòng, y lò san phay toàn viên thanh niên bước đơn vị, bò nả cằn, bòm cằn, vít bánh, ép năm kinh nghiệm, mát nả via, tăng đánh đoàn, nho súng lang đi luông ỉn môn khắp xe, hôm phân ở luông ỉn môn khắp xe khẩu buồng kiến tây Sú, hở cán bộ chiến sĩ, cánh toàn viên thanh niên mưa trong cài ma đài phát thanh truyền hình tỉnh gạt kiên cấp ngân hàng agribank chi nhánh tỉnh sơn hà ngân hàng việt công banh chi nhánh tỉnh khay chương trình chiêng muôn hòm tòm hau vì sóng phân sao sầm nặng xã chiêng èn, huyện sông mã đoàn có nhóm sòng hà xếp ngon trường hờ hà xếp chuan cạt mọi ngon trường mỹ ca hà hỏi bắt mặn nhôm sòng sắp bét khẳng dương, sòng thung trường hồng hở bức nông học sinh trương mầm non trương en, sĩ thung bạp sử, cánh hà thung xuồng sửa, hở học sinh trương tiểu học cánh trung học cơ sở xã trương en. Tó bưng về dệt ý nghĩa, chương trình trường tòm hậu vì sóng văn sắp xàm, cò khảo mốc ma trời dẫn mương xã trương en, huyền sông má. Y lò về dệt ý nghĩa, chọc sùm không đài phát thanh truyền hình Sơn Hà, cánh bưng đơn vị doanh nghiệp, hôm văn trò dừa bưng chu hân, dạ cha, nàng cung phồng. Cò cuồng chương trình Ngân hàng Agribank chi nhánh Sơn Hà, cánh tài phát thanh truyền hình tỉnh, cỏ chắp biển, sao ao khảo sủ, hơn nghĩa hạc, hở chu hơn lung, lo văn hùng, bản hùa lừng, xã chiêng en, huyền sông mã Nửa ni, bò mẹ pi nông trong bấng phát leo chương trình cốc kháo không đài phát thanh truyền hình Sơn Hà, so đầy giòn ơn bò mẹ pi nông bòm bồng trà tòn toàn bấng phăng, trôm tạc hạc sườn. báo danh khung phà của tỉnh sơn hà khung phà mi lài biến phà báo phồn tên cưng cánh tướng trầu mi móc của nặng săn bón phản nào cơm phòng khu sùng, nào cắt luôn hòn nào nặng săn bón cùng tỉnh thành phố sơn hà ship s họt sao sòng độ huyện thuận trào xếp sàm họt sao sòng độ quỳnh hai xếp sàm họt sao sàm độ mương la xếp xí họt sao xí độ mai sơn ship họt sao độ Sông mã xếp xí họt sao sàm độ Sốp Cộp xếp xí họt sao sàm độ Bắc Yên xếp x họt sao độ Phủ Yên xếp giảm họt sao sàm độ Yên trầu xếp giảm họt sao sàm độ Mộc trầu xếp x họt xếp x độ Vân Hồ xếp x họt xếp x độ